tất cả quý khách hàng. Mình thấy sau lưng của Nhân đó là trước mắt thôi, chưa chân là thấy cái độ hoành tráng rồi, cho nên là ngày mai quý vị lên tham quan bảo bán xong đó thì mình có thể là xuống đây mình ăn chơi trước, nhậu nhẹt nè, hay là uống cà phê cà pháo đó, là xong buổi chiều là tầm khoảng 8 giờ cho tới 12 giờ đêm là lúc đó là bắn pháo bông nha mọi người. Bây giờ Nhân sẽ chở mọi người đi vòng quanh cái khu này cái cho nó hoành tráng. Đẹp quá mọi người ơi. Nguyên kỳ quan của mình bây giờ là hầu như là ngày nào cũng có khách hàng đến tham quan, đến đây vui chơi hết, chứ không phải như là lúc trước thì chỉ có thứ Bảy hoặc là Chủ Nhật thôi. Còn bây giờ thì phải nói là lúc nào cũng có khách hàng đến đây để vui chơi. Quá đẹp. Đa số là những các bạn này là hầu như khoảng 80% là ở Sài Gòn xuống, còn khu vực mình thì ít. Ở phía trước màn hình của mình là có một cái quán cà phê đó mọi người, thì quán bữa nay là đã khai trương rồi đó, Thủy Mộc. Đấy, như mình thấy hiện tại là khách hàng rất là đông rồi, các bạn ở đây vui chơi rất là đông. Thì ngày mai, dự định ngày mai là sẽ phải nói là có thể là kẹt xe nha mọi người, cho nên là nếu được thì mình cứ tranh thủ để mình xuống sớm sớm chút xíu, tầm khoảng 3 giờ hoặc là 4 giờ đó, là tầm đó nó mát đó, mát trời thì mình xuống. Thì thứ nhất là cà phê rồi trước, rồi xong rồi đầu có mấy cái quán nhậu đó thì mình ghé vô đó mình làm lai rai và chai, xong thì buổi tối thì vào đây để xem ca hát rồi trình diễn pháo bông cho mọi người. Rồi bây giờ thì Nhân mời tất cả các hàng mình cùng nhau bay lên cao để nhìn ngắm được cái khung cảnh của công viên Kỳ Quan Thế Giới. Rồi Nhân xin mời tất cả quý khách hàng.